Em chào các bác, thì video này em sẽ chia sẻ thật lòng về lý do vì sao em tắt kiếm tiền trên kênh YouTube. Đây, em đã tắt hết rồi đây. Và tiếp tục em tắt tiếp, em chuyển sang cái trang tiếp theo và em lại tiếp tục tắt. Và từ đây trở đi thì quảng cáo sẽ không còn trên cái kênh của em nữa. Tại sao lại thế, đúng không ạ? Thì video này em xin chia sẻ với các bác. Đây, em tắt này. Đó, em cập nhật. Vì mỗi năm em có một kênh kiếm tiền đều bị diệt hết, vì mình chơi trên sân chơi của YouTube nên là luật, nó là luật của YouTube nên mình phải chấp nhận theo. Đây các bác xem, cái kênh này của em đã bật kiếm tiền rồi đấy. Đó, đây em cho các bác xem, nhưng mà em đều xóa đi. Đây, kiếm tiền đây. Đó, kiếm tiền này, thấy chưa? Và thậm chí là kênh này của em đã kết nối với tài khoản Ascent rồi đây này. À, và em đã có một cái thư từ Mã Lai gửi về cho mã pin rồi nhé, để bật kiếm tiền rồi nhé, nhưng em tắt đi, em đều tắt đi. Vì sao vậy? Thì đây em cho các bác xem số liệu phân tích này. Đấy, thì các bác sẽ thấy là doanh thu của em đây, 2 tháng 3 tháng trời ấy, doanh thu chỉ có được có đây 7 đô đây, rất là ít đúng không? Tức là mỗi tháng được khoảng 3 bát phở. Đấy, 1.000 lượt xem ấy, một nghìn lượt quảng cáo ấy, thì mới được có 1 đô 8, rất là bèo đúng không? À, rất là bèo. À, nên là kiếm tiền trên YouTube, nếu mà các bác làm về kiến thức thì không ăn thua đâu, nên các bác nên làm về giải trí là tốt nhất đó. Do đó là em đã quyết định là tắt kiếm tiền đi, vì mỗi năm em bị chết một kênh rất là đau lòng. À, một năm mới bật kiếm tiền được một kênh thì đều bị chết hết. À, còn lại cái mỗi kênh này thì em quyết định là tắt kiếm tiền đi, mặc dù kênh này của em đã kết nối với tài khoản Ascent và thậm chí đã có mã pin từ Mã Lai gửi về rồi. Đấy, em có video cho các bác xem đấy. Đấy, em nói nào là đúng như thế. Đấy, và em đã em sẽ tắt kiếm tiền của cái này đi, tắt này, kiếm tiền này, tắt này, đó, cập nhật này. Đấy, và em sẽ tắt tắt vĩnh viễn đấy, em không bật đi nữa đó, vì nó quá bèo các bác ạ. Mỗi tháng chỉ có được có 3 bát phở thì làm cái gì, đúng không? À, thì em cũng góp ý chia sẻ với các bác chỗ này, lý do vì sao em tắt kiếm tiền đi đó. Em chào các bác.